Riot 2018 lên màn Android tại Akala Thái Nguyên. Thì khi các bác nâng cấp một chiếc màn Android tại Akala Thái Nguyên thì các bác có gì ạ? Thì các bác sẽ có một chiếc màn Android to 9 inch như thế này các bác nhá. À, sẽ có kèm cam lùi này. Khi mà các bác vào lùi, mình sẽ xem được, quan sát được toàn cảnh phía đằng sau, đảm bảo là không có cái góc nó bị khuất để các bác lái xe an toàn hơn này. Tích hợp một cái camera hành trình ghi hình phía trước được dán nhỏ gọn ở trên này các bác nhé. Mình có thể điều chỉnh xem trực tiếp ở trên này luôn. Các bác chỉ cần chạm đây là sẽ có camera ghi hình phía trước nét như thế này và xem lại trực tiếp ở trên này luôn. Đây là những video mà cái cam ghi hình trực tiếp của trên này luôn nha các bác nhé. Chưa hết nha các bác. Ngoài ra thì khi mà các bác lắp màn tại Akala thì các bác sẽ được tích hợp thêm app Sunloop, cảm biến app Sunloop vào màn này luôn này. Trên cái màu màn này, này các bác có thể quan sát được cái lốp, bốn lốp của mình khi mà hành trình di chuyển. Cái này rất là an toàn khi mà các bác di chuyển đường dài hoặc là trên cao tốc, đặc biệt là những bác nào mà mới lái xe chưa cảm nhận được xe khi mà mình di chuyển, đúng không ạ? Khi mà có áp suất lốp thấp hoặc cao thì nó sẽ có báo và nó hiển thị luôn ở trên này, và bánh nào nó sẽ hiển thị ra luôn. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái phím rảnh tay ở trên này để ra lệnh giọng nói cho chiếc màn này. Mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Đó, các bác thấy cái màn này nó thông minh hơn không ạ? Bình thường cái màn nguyên bản thì sẽ các bác sẽ không thể ra lệnh giọng nói được như này, đúng không ạ? Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Chỉ với một câu lệnh thôi, các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thì tất cả cái màn hình này nó sẽ làm việc và nó trở thành, nó tạo cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà muốn xe của mình thông minh như thế này thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé.